xào thì mình có hủ tiếu này, mình mua bò sắc lát mỏng ướp, ướp với tỏi, bột hành, tiêu, mộc nan, dầu hào. So here we cut slice and marinate with the oyster sauce, cornstarch, garlic powder, onion powder, black pepper, and oil. So mình có tỏi, bồng nhuyễn, and củ hành, it's a garlic, onion, and ớt ngọt. Sweet pepper, yeah, and salt.